kiểm tra BC sẽ tăng 2. Coi cá là chấn thương một góc kẻ thứ A xuống BC của tam giác ABC thì ta có sinh tinh tam giác ACB sẽ trên thân sinh tinh tam giác ACC sẽ tăng 1/2 khi theo như đây tỷ lệ của BC trên thân DC là tăng 1/2. Sinh tinh của tam giác ACE sẽ tăng 2/3 diện tích của tam giác ACC. Vì theo đề bài là EC tăng theo đề bài là AE sẽ tăng 2/3 AC nên ta có tỷ lệ diện tích tam giác ACE trên ACC sẽ là 2/3. Từ 1/2 ta có diện tích của F trên cho F sẽ tăng diện tích của tam giác ACE trên diện tích của tam giác ACB là bằng A sẽ bằng diện tích tam giác ACE trên diện tích của tam giác ABC là sẽ tăng 2/3 chia cho 1/2. Ở đây ta sẽ bằng 1/3. Vâng, cảm ơn em. Đó thì cái bài này á, này đã cho cái hình như này thì cái D là bạn phải biết là tam giác đều ABC equilateral triangle tam giác đều đây ABC là có DE là vuông góc với AC là góc E thì điểm E này chia AC theo tỷ lệ 1/3 thì là AC là bằng 2/3 AC là bằng 1/2 AE tính tỷ số AF có nghĩa là tính cái tỷ lệ diện tích tam giác ADE bằng cái sọc này chia cho diện tích tam giác ABC thì mình sẽ tỷ số này bằng đây thì những cách ở đây là một cách của bạn là một cách chúng ta có thể tính cách khác mà có thể ngắn hơn tức là dùng cái tính chất trong cái tam giác vuông thì ở đây là DE này là vuông góc này và góc C này là bằng mấy 60 độ này có nghĩa là cái góc D này á sẽ bằng 30 độ mà trong tam giác vuông chúng ta có cái tính chất chúng ta phải dùng cái tính chất này thì ngắn hơn trong tam giác vuông thì cạnh mặt đối với cái góc 30 độ sẽ bằng một nửa cạnh huyền sẽ bằng một nửa cạnh huyền tức là chúng ta có cái tính chất là trung tuyến từ cạnh huyền sẽ bằng một nửa cạnh huyền mà góc này 60 độ rồi, ba cạnh này bằng nhau rồi, cho nên tam giác này tam giác đều có nghĩa là cái cạnh này bằng cạnh này và bằng một nửa cạnh huyền. Nếu dùng tính chất này thì chúng ta sẽ có là cái AC sẽ bằng 1/2 DC, AC sẽ bằng 1/2 DC và chúng ta tính cái biểu diễn cái tam giác là để tính là ADE. Chúng ta cần phải tính là ADE chia cho ABD là bằng mấy thì chúng ta sẽ tính dựa theo cái diện tích này theo cái diện tích ABC vì chúng ta biết rằng ví dụ như ADBD ABD và ABC có cùng chiều cao hạ từ A và cạnh đáy BD so với AC là như thế nào thì chúng ta có AC là bằng 1/2 DC mà AC là bằng mấy cái này là bằng 1/3 AC và cũng bằng 1/3 DC cho nên cái này góc đôi cái này có nghĩa là cái đoạn này sẽ bằng đoạn này có nghĩa là bằng mấy 2/3 như vậy cái đoạn này là bằng 1/3 như vậy thì tam giác ABD sẽ bằng cùng chiều cao mà cái BD là bằng 1/3 BC cho nên bằng 1/3 ABC tương tự chúng ta biểu diễn ADE thì ADE này sẽ
là như thế nào? ADN sẽ bằng ADN. ADN là vuông góc đây này, đây là vuông góc này, thì sẽ bằng á, nó sẽ tác giả ADN và ADC thì có cùng chiều cao hàm D, cho nên tỷ số diện tích bằng tỷ số bên đây sẽ bằng AE chia cho AC, ADE chia cho ADC sẽ bằng tỷ số diện tích sẽ bằng tỷ số bên đây ADE là AE chia cho AC sẽ bằng 2/3. Mà ADC này á, ADC này lúc này chúng ta nói rồi, cái DC này là bằng, cái DC này là bằng góc đôi cái BD, có nghĩa là bằng 2/3. DC này á sẽ bằng 2/3 DC, cho nên F của ADC chia F của ABC. ADC có cung chiều cao AK, có cung chiều cao AK, cho nên F của ADC trên F của ABC sẽ bằng tỷ số cái này, DC chia cho BC bằng 2/3. Đó, như vậy cái này á thì bằng 1/3, còn cái này á trên cái này bằng 2/3, cái này với cái này bằng 2/3. Như vậy thứ hai cái này này, thì như vậy á, suy ra F của ADN chia cho F của ABC sẽ bằng mấy? Cái này bằng 2/3 cái này, cái này bằng 2/3 cái này, thì như vậy sẽ là bằng 1/9. Từ cái này 1/3, như vậy F của ABD chia cho chúng ta cái ADN cái bắt đầu này, cái bắt đầu này sẽ bằng 4/9. F của ABC chia cho 1/3 F của ABC, và 4/9 chia cho 1/3 là 4/9 nhân với 3 là bằng mấy? 4/3. Nói một cách dựa vào cái tỷ lệ tất nhiên nó cũng tương tự như này, nó kiểu như chúng ta so sánh, tức là tỷ lệ cái các cái diện tích tất nhiên này so với diện tích ban đầu ta xem, ta nên đều.